Đây là một sự cố hàng không có thật xảy ra ngày 15 tháng 1 năm 2009. Một chiếc máy bay vừa mới cất cánh 2 phút, va vào đàn chim. Hai cái động cơ đều bị nổ. 208 giây sau, chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp thành công. 155 vị hành khách đã không ai bị thương. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại vụ tai nạn hàng không thế kỷ này. Để xem trong 208 giây đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm đó, Sally đến sân bay rất đúng giờ như mọi khi. Ông là một phi công đã có 42 năm kinh nghiệm. Hôm nay ông cần điều khiển chiếc phi cơ A320. Từ sân bay LaGuardia New York bay tới Salot. Phó phi cơ Rep là đồng đội lâu năm của ông. Thêm cả 3 tiếp viên này thì trên máy bay có tổng cộng 155 người. Hai phi công tiến hành kiểm tra như thường lệ. Sau đó di chuyển máy bay tới đường số 4. Sau khi được đài kiểm soát cho phép, bọn họ đã cất cánh thuận lợi, bay tới độ cao 3.200 feet. Hai người bắt đầu thả lỏng một chút. Nhưng đúng vào lúc này, Sally nhắc tới chuyện đàn chim. Đột nhiên có hàng trăm con chim từ đâu bay thẳng về hướng này. Sức công phá cực mạnh khiến cho động cơ phần cánh máy bay phát nổ. Hai động cơ phản lực nhanh chóng bốc khói. Sally vừa liên tục khởi động lại, vừa cố gắng liên lạc với trung tâm quản lý hàng không. Trung tâm lập tức mở ra đường bay số 13. Nhưng Sally lại nói rằng mọi thứ đã quá muộn, có khả năng sẽ phải đáp khẩn cấp xuống sông Hudson. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất căng thẳng, bởi vì trong lịch sử hàng không, việc hạ cánh thành công xuống nước là chưa có tiền lệ. Đồng thời khi đó, chiếc máy bay đang lao nhanh xuống dưới. Còn bên dưới, chính là trung tâm sầm uất nhất của thành phố New York. Cơ phó lập tức gọi điện cho số máy khẩn cấp 7700. Ban chỉ huy mặt đất đã liên lạc được với sân bay Newark cách đó 7 km. Đây là sân bay gần với họ nhất. Nhưng lúc này, độ cao của máy bay so với mặt đất chỉ còn là 900m nên không thể bay tới. 23 giây sau, chiếc máy bay hoàn toàn biến mất ở trong radar. Trong quá trình rơi xuống, Sally đã hai lần thử khởi động lại động cơ, nhưng đều đã thất bại. 146 giây sau đó, chiếc máy bay chỉ còn cách mặt đất 152m. Sau một hồi suy nghĩ, cơ trưởng thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị cho một cuộc va chạm. Dưới sự chỉ dẫn của tiếp viên, tất cả hành khách đều khom mình xuống, rồi ôm chặt lấy cái ghế trước mặt. Cơ trưởng lúc này đánh lái tránh khỏi trung tâm thành phố, rồi bay lên trên phía trên của sông Hudson. Ông cẩn thận điều khiển để chiếc máy bay giữ được sự cân bằng, bởi vì một khi đầu hoặc cánh máy bay chạm mặt nước, chiếc máy bay sẽ lập tức mất đi sự thăng bằng, thậm chí còn có thể nổ tung. Ông bắt buộc phải đảm bảo cho máy bay hạ cánh xuống mặt nước ở một góc độ hoàn hảo, như vậy mới có khả năng tận dụng được khoảng thời gian máy bay trôi trên nước. Lúc này, khoảng cách với mặt nước chỉ còn 9m. Đây là một sự cố hàng không có thật. Một chiếc máy bay nặng lên tới 68 tấn phải hạ cánh khẩn cấp xuống dưới sông Hudson. Cơ trưởng lập tức mở khoang lái ra, rồi thả ra bè cứu sinh. Nước sông lạnh buốt lập tức ập vào bên trong. Vậy nên thời gian dành cho họ không còn nhiều nữa. Chỉ còn mười mấy phút nữa thôi là chiếc máy bay sẽ chìm hoàn toàn. Còn lúc này, New York đang là mùa đông, nhiệt độ đang vô cùng thấp. Chỉ cần mấy phút nữa thôi, tất cả mọi người sẽ bị lạnh cóng. May mà thuyền của cảnh vệ bên bờ biển đang đi tuần ở gần đó. Những chiếc thuyền đi qua cũng nhanh chóng đánh lái tới đó cứu trợ. Lúc này, nước đã ngập một nửa chiếc máy bay. Cơ trưởng Sally kiểm tra lại 2-3 lượt, sau khi xác định không còn người bên trong. Ông một mình đi tới buồng lái rồi cầm lấy số liệu chuyến bay, rồi là người cuối cùng nhảy xuống bè cứu sinh. Đây là công việc và đồng thời cũng là trách nhiệm của ông. Nhìn chiếc máy bay dần dần chìm xuống, trong lòng của Sally vô cùng rối bời. Sau khi bình tĩnh lại, ông gọi điện thoại cho vợ mình. Mọi người đã vào được đến bờ. Ngay lập tức một đám phóng viên lao tới. Từ lúc va phải đàn chim và phải hạ cánh khẩn cấp, chỉ vừa vỏn vẹn 208 giây, 155 hành khách đều đã an toàn. Mọi người liên tục ca tụng rằng đây là kỳ tích sông Hudson. Nhưng trong khi tất cả mọi người đang ăn mừng sau khi sống sót khỏi sự cố này, Ủy ban hàng không dân vận quốc gia lại cho rằng đó là do lỗi phán đoán của Sally, bởi vì hạ cánh khẩn cấp xuống mặt nước là lựa chọn tệ nhất. Và số liệu quan sát phi công thể hiện rằng sau khi bọn họ va phải đàn chim đó, động cơ bên trái vẫn ở trong trạng thái vận hành, chứ không phải như Sally nói là cả hai đều bị dừng lại. Nhưng động cơ trong lúc hạ cánh khẩn cấp đã rơi mất nên không có cách để xác minh. Bọn họ lập tức chi kiểm tra huyết áp và nồng độ cồn trong máu của Sally, tình trạng giấc ngủ, tần suất dùng rượu bia, thậm chí cả mối quan hệ gia đình. Sau sự can thiệp của đội điều tra, Sally và phi công phó lần lượt phải kể lại sự việc đã xảy ra ngày hôm đó, giả thuyết cho rằng nếu như ông chọn lựa chọn khác thì kết quả sẽ còn tốt hơn. Đồng thời khi ấy, truyền thông đang rầm rộ đưa tin về vụ việc này, và Sally được họ coi như là anh hùng của mọi người. Ông vừa phải tham gia những cuộc phỏng vấn của truyền thông, vừa phải tiếp nhận những sự nghi ngờ từ Ủy ban hàng không. Trước sức ép từ hai phía, Sally bắt đầu mơ thấy ác mộng. Thậm chí vào buổi sáng, ông còn nhìn thấy cảnh máy bay lao thẳng vào trung tâm thành phố, cuối cùng gây ra một thảm họa thảm khốc. Đúng vào lúc này, bọn họ nhận được một thông tin xấu. Ủy ban điều tra đã dùng máy tính để phân tích toàn bộ tiến trình sự việc. Những kết quả cho thấy tốc độ và độ cao lúc đó đủ để có thể hạ cánh về phía sân bay. Điều này có nghĩa là trước đó vẫn đang là người anh hùng giải cứu 155 hành khách, nhưng giờ đang đối diện với khả năng trở thành người gây ra sự cố. Phi công dùng độ cao và tốc độ lúc sự cố xảy ra để tiến hành mô phỏng lại quá trình. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ đó là bất luận là lựa chọn sân bay nào, bọn họ đều có thể hạ cánh thành công. Điều này có nghĩa là Sally đã lựa chọn hạ cánh khẩn cấp xuống nước, và vì vậy đã tự đặt tính mạng của tất cả hành khách vào tình thế nguy hiểm.
Đối diện với sự chất vấn của đội điều tra, cơ trưởng Sally bình tĩnh đặt ra một câu hỏi. Sự thử nghiệm vừa nãy, phi công đã phải luyện tập bao nhiêu lần mới hạ cánh được? Điều tra viên nói 17 lần. Cả hội trường lập tức xôn xao, thì ra tổ điều tra không hề đặt yếu tố con người vào trong tính toán. Trước khi mô phỏng lại sự cố đó, họ đã biết sẽ phải quay trở lại sân bay, thậm chí còn biết trước được cả góc độ bẻ lái. Nhưng mọi thứ Sally đâu hề hay biết. Từ thời khắc va chạm với đàn chim, cho tới khi hạ cánh thành công chỉ vỏn vẹn trong 208 giây. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, ông phải phản ứng nhanh chóng để kiểm tra thiết bị, rồi phân tích, suy nghĩ mới đưa ra được kết quả phán đoán. Ngoài ra còn cần phải thông báo cho tổ bay để trấn an hành khách. Một loạt những quyết định đó đều yêu cầu thời gian. Cuối cùng, tổ điều tra quyết định cho thời gian phản ứng của Sally đặt ở mức 35 giây. Để thêm một lần mô phỏng, lần này, tỷ lệ tốc độ bay và độ cao đang liên tục giảm xuống. Chiếc cần điều khiển trước đó cũng không sử dụng được nữa. Đối diện với tình huống hoàn toàn mới, phi công bắt buộc phải đưa ra kết quả phán đoán khác, không ngoài dự đoán. Hai lần thử nghiệm đều không thể hạ cánh thành công. Đối diện với kết quả như vậy, đội điều tra cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục. Sau đó, họ có lần đầu tiên công khai đoạn băng ghi âm của khoang lái mang số hiệu 1549. Những con chim liên tục đâm vào máy bay với tốc độ nhanh, âm thanh khiến cho rất nhiều người giật mình. Nhưng Sally vẫn vô cùng bình tĩnh với thứ âm thanh đó. Sau 208 giây giữ được bình tĩnh, ông đã cứu được toàn bộ hành khách khỏi vụ tai nạn. Đồng thời khi đó, phía cảnh sát đã trục vớt được phần động cơ bên trái mất tích. Sau khi kiểm định thì lá quạt gió đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Nó hoàn toàn khớp với lời khai của Sally rằng cả hai động cơ này đều đã hỏng. Cuối cùng, đội điều tra kết luận Sally đã không hề mắc lỗi điều khiển. Chính là những kinh nghiệm và sự bản lĩnh sau nhiều năm cầm lái của ông đã tạo nên kỳ tích thần kỳ trong vụ việc lần này. Sau khi xem xong bộ phim, rất nhiều người sẽ nói, dù gì thì tất cả mọi người vẫn còn sống, thì tại sao phải đi truy cứu cơ trưởng làm chi? Nhưng thực tế, đó là một quy trình nghiêm ngặt và chính xác, cùng với những điều khoản và chế độ đặc biệt, với mục đích để giảm thiểu những thảm họa khủng khiếp xảy ra. Và để khi một sự việc tương tự như thế xảy ra, bọn họ có thể thiết lập một phương án tham khảo tốt ưu nhất, bởi vì chất vấn vốn dĩ chính là nguồn gốc của sự tiến bộ và cách thức để tìm ra nguyên nhân sự việc.